Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến chỗ của anh Thanh Chí ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để làm cái clip về phô mai nha. Rồi sẽ đi qua. Rồi chào anh Chí ơi. Chào anh Tức. Bữa nay mới bốn cái mai phôi về. Bốn cái mai phôi. Dạ. Trang hồng phấn, lá nhỏ. Rồi. Rồi mình bốn cây phôi khủng ha anh. Khủng. Rồi. Cây xù lớn lắm. Đây, cây này là tứ quý hay gì đây? Cây này tứ quý. Tứ quý. Cái này hoành chắc đo hoành đi. Rồi đo hoành đi. Đo cách lên 2,5 tấc luôn. Rồi, đo cao đi. Đo cái eo đi. Rồi đo dưới một cái nữa cho. 53. Rồi 50 53. Rồi. Xem vòng bên em coi. Rồi, chiều hao vậy đi. Rồi dưới. Xuống vòng eo dưới cũ. Rồi cũ. Rồi 67. 56. 56 không? Ừ, 66. 66 đi. Rồi 66 đi. Rồi cao khoảng nhiêu đây? 1,5 m luôn. Chia cao 1,5 m. Chia cạnh đều rồi anh quay chia cạnh cái coi. Quay nhanh chứ đổi chia cành. Ok luôn, không chưa cắt chứ. Rồi coi lại cái dòng đế cái này nha. Rồi xe dòng đế lên đây. Đế đều hết luôn. Đế đều. Xe đi. Cái này rất mạnh cây anh em. Có cái quay gì đó này vậy. Dễ móc ra. Quay. Quay bình tích. Quay bình tích. Rồi cây này. Rồi, cái này giao lưu với anh em giá 15 triệu. 15 triệu chi phí ship sao anh ơi? Bao xếp luôn, em bao xếp luôn toàn em. Quốc luôn phải không? Không có, 200 km. 200 km. Rồi đổi thôi ha. Đổi thôi, thôi số 1 là một cây tứ quý. Đây, số 1, 15 triệu. 15 triệu. Đọc số điện thoại chí ơi. 0932 666 660 660 0932 866 660. Rồi. Rồi mình có hồng phấn nữa này hả? Hồng phấn. À, hồng phấn rồi. Rồi cây này số 2 cái gì? Cây này lên số 2 đi. Cây nào? Cây này. Cái này là thôi khi không nổi đâu, đo đi để dưới này đi. Cây này bầu cũng khi nổi anh không nổi đâu. Cây này quá trời. Để dưới này đi. Rồi anh rồi vô con số nha. Rồi vô đó đi, vô đó. Cao khoảng nhiêu anh ơi? Cái này 2,5 m. Cao 2,5 m. Cành thì quá trời bự vậy. Thôi, cây này lịch cây đó. Khủng khiếp. Rồi. Có hai tượng. Rồi, cho cái eo đế rồi nhiều. Eo đi đâu cho eo đi. 69. Cái này đúng ra cái nhánh nè, nhưng mà đo ở đây là đúng rồi, nhưng mà đo trên này luôn. Rồi trên đó luôn. Cách 2 tấc luôn. Rồi. 69 Quỳnh. Rồi. Ở dưới này đó mà bị nhánh là chặt rồi. Chứ đúng rồi. Nó dưới này mà mình rơi cái cũ nè. Đến cái cũ đi. Cái cũ này nó 80. Đặt luôn nha. Cũ 80. Rồi đường kính bầu đi anh ơi. Không rẻ rất là lực nha bà con. Cái này 75. 75. Cái này mình néo qua đây cho anh đế bên đây chứ. Rồi. Đế cũng đều quá không? Để đường ngang luôn, để qua cái này rất thân nha anh em. Để ngồi đó thân trên. Rồi thân. Thân trên này nó 50. Bỏ lên khoảng thước. Thước là nó 50 á. Rồi còn cái này. Bên này
lên khớp nó còn 33. Đường thân này lắc chứ lắm luôn. Ai muốn chơi cốt là cắt lại. Rồi, báo giá luôn anh ơi. Ờ, cây này 40 triệu. 40 triệu bao xếp 200 km. Bao xếp 200 km. Cây này còn vàng chắc khủng lắm rồi ta. Vàng dữ lắm mà đeo không nổi. Chắc thôi luôn. Rồi, cây số 2. 40 triệu. 40 triệu đúng rồi, đo tới đây luôn, đường thân tới đây nhưng mà đo trên này là 70. Đi 69. Rồi cách 1 gan luôn. Liền lạc không có một thẹo dít gì hết ha. Thẹo dít chi cạch không anh. Rồi. Rồi, tiếp tục cây số 3. Trời ơi, cũng luôn. Cây này 5 m. Cái thân nó 5 m. 5 m lên một tới cốt luôn. Đây 5 m. Có cái lỗi này anh em. Có lỗi cái này. Lỗi này sam đá này có vô tới tí xíu à. Hồi xưa ta chặt cái nhánh á. Không còn như toàn bộ là không có gì hết. Rồi đây. Tiếp. Cây này rất năng anh em, dáng bay nha. Rồi cho cái thông số hoành cái anh em. Rồi có luôn. Chết một lột hết rồi. 60. Rồi hoành ăn 60. Cũ luôn không? Rồi, cũ đi cho anh em nào biết cái cũ. Cũ 988. Rồi 88. Còn mà đo lên rồi em thước rưỡi thôi. Nó nặng dữ lắm. Thước rưỡi là nó 39 hoành. 39 hoành. Rồi nó nặng cây lắm. Còn cái này cái cành cây nó cao khoảng 5 m. Cao 5 m. Để qua lộ rồi chuyển qua đi. Xe quá mà. Đây nhìn nó từ xa nè. Rồi giá nhiêu anh ơi? Rồi cái này 30 triệu. 30 triệu. Cây này 30 triệu. Xe cho anh em cây này bay mà nó có nhánh cái đế này nó chịu cho nè nha. À, đế chịu bự lắm. 30 triệu. Vô mặt trong cái nữa nha. Cây rất đăng nghe nè. Rồi rễ bự bự luôn nè. Rồi tiếp tục. Rồi thấy cái này đó. Mà. Không ơi mai hết đi. Mai hết đi. Rồi lên 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 cái mai này đi luôn đi anh. Mai sầu. Rồi quay chút thôi, quay. Giật cái kia vô. Trừng xe nha. Xù nha, xù chảy nha anh em. Xù chảy nha, rất hiếm nha. Hết nguyên mình dạ này nè. Hai cái bắp giò luôn. Chim chổi luôn. Bả cái xù chứ đi. Xù chảy nha anh em. Rồi bắp giò gì đâu. Mà bắp giò hai cái đùi nè. Chim chịu có luôn. Hay đi, hay đi. Có ức thì cây giăng bay. Đấy đều quá trơn anh em, không có thiếu chỗ nào xù mà đế như vậy là khó kiếm lắm nha. Thằng là grip à. Grip ha. Grip. Rồi hoành như anh ơi. Rồi rồi hoành luôn. Nhưng lại coi cái lỗ xù được coi. Xù dưới dạ này dữ lắm. Ừ, tới cái đọt luôn à. Giót đọt luôn ha. Ờ giót đọt luôn, tí xíu luôn. Rồi. Này thấy chi cành không? Đang coi hoành luôn. Rồi chi cành này. Chi cành rất đều anh em. Cái này là hiếm lắm à.
57 của anh. 57 nha, chính xác luôn. Đo An Giang là dữ lắm luôn. An Giang. Đo đúng đi. Đo đúng là An Giang gì? Đúng đi. Cái này có lủng lỗ này có hư gì không? Không, cái này là nó dính nó xù với nhau, nó dính luôn. Xù dính luôn. Chứ không có cây này không có thẹo dính gì hết. Rồi. Rồi dài khoảng cao khoảng nhiêu anh? Cây này dài đó. Hết rưỡi. Đúng luôn. Rưỡi đúng luôn. Vạch nó rất nặng nặng, nó lên này nè, chắc là đo lên nè 4 tấc đi, 4 tấc rưỡi. 4 tấc rưỡi nó còn 50. Rất 50 vậy đó. 4950. Rồi. Rồi cái này cái này giao lưu 65 triệu bao xếp luôn. 65 triệu. Bao xếp. Đi cành rất đều anh em. Đấy đều hết luôn. Cây dán bay luôn. Rồi. Đây nước ngược lên tới. Có quay dạ rồi. Rồi quay vô. Rồi, 65 triệu. Đó rồi. 300 km. Rồi thì giờ là hàng yếm anh em ơi, vô vườn hết đó rồi. Hàng yếm. Rồi, đổi phôi. Rồi, phải xuống. Rồi, đổi phôi. Chiều cao nó cao đó 1m2 cao 1m3 phải không anh? 1m3 bề ngang 5 tấc thôi. Cốt nó nè, phải giữ nè ha. Cốt cái này cốt giữ cốt 15 đi này 16 16 16 để liên lạc ha, liên lạc. Một thân một cốt chia gành đều hết rồi. Cái này rồi. Lưu với anh em 3 triệu. Cái này 3 triệu bao ship. Bao ship hơi cũ cái này có cũ ha, có cũ cũ khá nè. Bao ship 200 km. 200 km rồi. 3 triệu hỏi luôn 0932 866 660. Rồi rồi thấy tiếp tục. Thôi cái trang số 1 đi, cái gì đó. Đâu có lộn gì đâu sợ. Rồi cái trang số 2. Rồi cái trang số 2. Hồi mình điểm lại, hồi mình điểm lại. Trang số 2. Rồi 1m5 cao 1m5. 1m5 rồi tàn nhiêu anh ơi? Tàn ngang 1m3. Tàn 1m3 Mỹ Hồng. Hồng phấn. Ủa hồng phấn lộn hoài. Sorry. Hồng phấn. Tàn gấp dây. Điều ra luôn. Rồi coi cái hoành ngay. Rồi hoành luôn. Cái này bự hơn cái nãy. Cái này 19. 19. 19 hoành. Một thân cốt luôn. Lên múc trên này rồi nó được bao nhiêu? Thân được nhiêu? Cách tới chi cành luôn 2 tấc rưỡi. Được còn 17. 17. Một cốt. À, một cốt. Cây đen. Rồi cây này nhiêu? Rồi cây này 6 triệu. 6 triệu. Cây này 6 triệu bà con ơi. Không trang hồng phấn, không trang số 2. Rồi điểm ra coi, nãy là số 1 là cây nào? Số 1 là cây tứ quý nè. Rồi đó giá lại luôn anh. 15 triệu. 15 triệu cây tứ quý nè. Cây số 2.
hai là cây bự nè. Cây bự này nhiêu nè? 40 triệu. 40 triệu nè. Cây số 2. Rồi. Cây số 3. Số 3 là cây nằm đây, dáng bay cao 5 m. Đó, nhiêu? Mấy triệu? 30. 30. Rồi tới cây số 4 là cây số 4 cây xù. Xù nằm. Xù bay. Xù bay. 65 triệu. 65 triệu. Rồi rồi vậy cũng kết thúc anh chị ơi, mong anh em ủng hộ nhiệt tình, em còn ủng hộ em kiếm cây quýt ủng hộ anh em tiếp. Rồi cái khủng 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 khủng. Rồi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.